Bà nó ơi, món vịt quay sao lại thiếu sôi nếp thế? Nhanh cái tay lên đi nào, khách quý của tôi sắp đến rồi đây này. Đại sự của tôi nằm hết ở món vịt quay này đấy. Thơm quá, mùi vịt béo ngậy, thèm chết mất. Vịt quay, vịt quay, vịt quay. Ôi da. Ê ê, cái thằng con nhà nghèo khố rách áo ôm kia, mày tính ăn trộm dĩa vịt quay của tao đúng không? Ơi ơi, cháu nào dám. Cháu chỉ nhắm mắt lại tưởng tượng như đang ăn thôi ạ. Dĩa vịt quay của bác vẫn còn nguyên kia mà. À, lại còn ăn trong tưởng tượng cơ đấy. Rõ ràng tao thấy mày thò tay ra với lấy dĩa thịt còn gì. Này nha, tao nói cho bà biết, dĩa vịt quay này tao dành riêng cho ông chánh tổng. Mất một miếng da nào, mày không yên thân với tao đâu. Nhưng cháu không làm gì dĩa vịt ạ. Lại còn lắm lời, tao thà cho con cún nhà tao ăn xương dụng cũng chẳng tới lượt mày đâu. Lần đề cử sắp tới, tao mà lên chức lý trưởng, tao tống cổ hết bọn dân thấp hèn như chúng mày, để cái làng này không còn mùi dơ bẩn nữa. Nhưng mà cháu đã làm gì đâu ạ? Cút nhanh đi, cho nhà tao còn tiếp khách. Cứ lắm lời hả nhỉ? Này anh, thằng bé là con tôi, có gì cứ đến tìm tôi mà trách phạt. Sao anh động tay với nó thế này? Cụ tí nhà tôi rất ngoan, xưa giờ chưa gây chuyện với ai bao giờ. Chỗ hàng xóm anh... Thôi thôi thôi, cho tôi xin. Ai hàng xóm với anh hả? Anh bảo anh dạy nó được mà suýt nữa nó trộm dĩa vịt quay của tôi đấy. Chả hiểu ở nhà nuôi dạy kiểu gì, làm như thèm khát từ đời nào ấy. Cha ơi, chúng ta về thôi. Anh nói cái gì vậy? Nhà còn duy nhất mỗi con vịt, anh kêu làm thịt là sao? Vịt đâu mà đẻ trứng nữa? Mẹ nó nhỏ giọng chút, anh dỗ mãi cu tí mới chịu ngủ đấy. Vịt này cũng đẻ được mấy lứa rồi, tranh thủ lúc thịt còn ngon, mình làm một bữa cơm đàng hoàng cho con trai. Cả tháng nay nhà mình toàn ăn khoai với khoai. Tội thằng nhỏ, nhìn nó đứng ở cổng nhà người ta trông vào bữa cỗ thèm thuồng mà tôi thấy tủi quá. Nhà mình nghèo quá biết sao được, cũng quần quật cả ngày. Nhưng mà qua đợt hạn này là đỡ hơn ấy mà. Vợ cứ nghe anh, cũng chỉ có con vịt, nhà mình cũng không khá hơn được đâu. Vậy anh và con đợi em một chút. Chồng này, em nói nhỏ, thịt vịt cũng đã làm thịt rồi, nhưng nhà mình chẳng còn hạt gạo nào cả, làm sao đây? Khổ, muốn có bữa ăn cho cô cậu cũng khó. Hay thế này, em lấy bộ đồ lòng để lại nhà, anh đi đổi con vịt, lấy chén gạo mà bỏ bụng. Dù gì, anh cũng hứa với con, nay cho nó bữa ăn tử tế rồi. Nhà mình túng quá, đến con vịt cũng đem cho người ta. Hay anh qua cửa nhà ông chánh tổng hỏi thử. Ông ấy tuy quyền cao chức rộng nhưng sống rất tử tế, được lòng dân chúng lắm. Biết đâu họ thương tình cho mình vay ít gạo. Chuyện là thế này thưa ông, nay tôi qua đây mạn phép biếu ông chánh tổng con vịt vừa làm thịt. Mong ông thương tình cho tôi lại hai chén gạo đem về nhà có cái mà thổi cơm. Ta cũng có ý muốn giúp người, nhưng vịt chỉ có một, làm sao chia đủ cho 6 người trong nhà của ta? Hay là nhà ngươi chia giúp ta xem, thuận ý ta cho gạo mà đem về. Xin thưa, nhà ông gồm những ai để tôi tiện bề mà chia vịt ạ? Bà và các con ra đây, tôi nhờ một tí. Nhà ta tổng cộng có 6 người, vợ chồng ta, hai thằng con trai và hai cô con gái. Người nổi tiếng thông minh và nhạy bén ở cái làng này, chia vịt sao cho khéo đấy. Tôi chia ngay đây ạ. Tôi xin phép dành cái đầu cho ông chánh tổng, vì ông là chủ của gia đình. Cái lườn là phần ngon nhất của con vịt, tôi xin gửi cho bà chủ, vì bà chủ hàng ngày chăm lo từng bữa ăn cho gia đình nên dĩ nhiên được phần ngon nhất. Hai cậu chủ, tôi xin dành cặp chân vịt, sau này lớn lên nối tiếp gia và trở nên giàu có. Cặp cánh vịt xin dành cho hai cô chủ, khi lớn lên là vịt trời tung bay bên nhà chồng. Sau khi đã chia,
thì còn phần thân thịt tôi xin nhận về phía mình cho công bằng ạ. Khá đấy, anh chia chác khéo lắm, ai cũng có phần, mà cái lý lẽ của anh nghe thật thuận tình hợp lý, ai cũng vừa lòng. Người đâu, rót mời anh nông dân thông minh này một ly rượu nếp cái hoa vàng và gửi tặng anh ta hai bịch gạo lớn nha. Xin cảm ơn chánh tổng, ông thật có tấm lòng thơm thảo ạ. Ôi quý bà, cổ hôm qua ở nhà tôi có... Anh đã hay tin gì chưa? Gã nông dân nhà nghèo kế bên nhà anh hôm nay có tên trong danh sách đề cử vào chức lý trưởng đây. Dân làng có vẻ ủng hộ cho anh ta ghê lắm, chắc lại nịnh nọt khắp nơi rồi. Cái gì? Làm sao có chuyện vô lý như thế được? Tên nông dân mạc hạng kia có tư cách gì mà đứng cùng bảng đề cử với tôi chứ? Xưa nay làm quan chức đâu đến lượt cái hạng cùng đinh đâu. Tư cách của một con vịt? Hả? Là sao? Kể tôi nghe xem nào. Ông mất chức đến nơi rồi mà chả lo. Đây, chuyện là thế này. Cả buổi chiều nay ai cũng nhắc về cái tên nghèo kiết xác này, chẳng ai thèm khen lấy bữa cổ thịnh soạn ta chuẩn bị hôm qua cả. Cái gã này thì có gì hơn ta kìa chứ. Anh ghé chơi ạ? Tôi mời anh vào nhà uống miếng nước cho mát bụng nhé. Thôi, không dám. Hàng xóm với nhau không mà nay tôi mới biết. Anh bề ngoài thì thành thật, nhưng bên trong cũng tranh thủ nịnh nọt chánh tổng phết đấy. Tính gây ấn tượng với người chức to à? Kinh thật. Anh nói gì thế? Chẳng qua là nhà tôi hôm đó không có. Khỏi kể, tôi nghe mọi người kể cả buổi chiều rồi. Nhưng tôi nói cho mà biết nha, cái chức lý trưởng sớm muộn gì cũng vào tay tôi. Đừng có mà được tí nhanh nhảu rồi dở trò. Thưa ngài chánh tổng kinh yêu, tôi xin biếu ngài 5 con vịt ngon nhất, béo nhất và mềm thịt nhất mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Mong ngài nhận lòng thành ít ỏi của kẻ bề dưới hiểu chuyện này. Ta rất trân quý lòng thành của anh, nhưng khổ nỗi nhà ta có tổng cộng 6 người, anh gửi tặng 5 con thế này thì ta chia bằng cách nào? Vậy thì bà và các con ra đây, tôi nhờ một tí. Nhà ta có tổng cộng 6 người, vợ chồng ta, 2 thằng con trai và 2 cô con gái. Anh chia dịch sao cho khéo đấy, ta chẳng muốn gia đình bất hòa vì miếng ăn đâu. Chết rồi, tại sao không nghĩ đến chuyện này kia chứ? Khi nãy mần 6 con vịt có phải dễ chia rồi không? Giờ có 5 con mà tận 6 người thì chia kiểu gì cho điều đấy? Sao lâu thế? Đơn giản như vậy mà cũng mất thời gian để nghĩ sao? Tôi tính thế này ạ. Tôi dành tặng ông chánh tổng trọn vẹn 1 con vịt. Tôi biếu bà 1 con ạ. 1 con cho 2 cậu chủ, vì phận con trong nhà nên mỗi người nửa con là hợp lý. Tương tự, 2 cô chủ cũng chỉ 1 con vịt thôi ạ. Con gái tuổi lớn ăn chi nhiều để giữ dáng. Chia vậy thì thường quá, đầy tớ nhà ta chia vẫn được. Anh mà làm lý trưởng, lương thực gửi về làng chia chác kiểu này thì nguy mất. Ta sẽ cho người thấy một người nông dân có trí tuệ hơn người gấp vạn lần. Ý của ngài là? Dạ thưa, ông chánh tổng cho gọi tôi có chuyện chi ạ? Tưởng ai, hóa ra lại là thằng nông dân nghèo nàn này. Để xem hắn chia chác kiểu gì. Nói về tính toán ắt hẳn ta phải hơn hắn rồi. Bởi thế ta chỉ vào kết xù, còn hắn thì nghèo kiết xác. Ta đây được tặng 5 con vịt béo bở, nhưng nghĩ mãi chẳng thể chia cho 6 người trong gia đình như thế nào. Ngươi giúp ta được chứ? Ta có đang làm khó ngươi không? Tôi đã có cách chia, thưa ngài. Gì chứ? Nhanh đến thế cơ à? Tôi xin chia ông bà chủ 1 con vịt, vậy tính cả người lẫn vịt là được 3. Tương tự, tôi chia 2 cậu chủ 1 con vịt để được 3, giống 2 ông bà.
hai cô chủ cũng được một con vịt như gia đình mình ạ. Cuối cùng, tôi cũng xin nhận hai con vịt còn lại để được ba cho công bằng. Hay, hay lắm. Anh đúng là nghèo của, nhưng trí tuệ lại giàu có hơn khối người. Trước mắt, nếu anh không chê thì làm giúp việc tính toán đỡ đần cho ta. Nếu anh làm tốt, ta sẽ trọng dụng, xem xét cho cái chức lý trưởng của làng này. Cảm ơn chánh tổng đã ưu ái cho tôi. Đúng là bẻ hết cả mặt mà. Cái thằng nông dân đáng ghét. Chiều giông bão. Thực sự là em trai tôi từ chối gặp tôi sao? Lần nào cũng vậy. Hay là trong đó đã có chuyện gì xảy ra với nó? Tôi thấy cậu ấy không hòa đồng với các phạm nhân khác. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ lưu ý về trường hợp này. Nó vốn là đứa hiền lành, hoạt bát, chỉ vì một phút nông nổi mà giờ ra thế này. Những người ra khỏi đây có lẽ sẽ rất khó để làm lại cuộc đời. Ôi mẹ ơi! Tự giấy gai không? Đáng sợ thế nào chứ? Không ngờ lại sợ sắp sợ cơ. Sao mãi mà xe chưa đến nhỉ? Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ người trong gai góc như chị lại sợ sấm sét như thế. Em không ngờ bà chị bạo lực của mình lại sợ sấm sét thế. Tôi có thể giúp gì được không? Cậu cũng thích hồ bình an. Đoạn đường đến đó ngoằn ngoèo nhưng lại rất thú vị. Tôi đang định ngày kia đi. Nếu không bận gì, cậu có muốn đi cùng tôi không? Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Bọn mình mới gặp nhau mà mình thấy rất hợp nhau. Mình tưởng chỉ mình thấy thế, không ngờ cậu cũng vậy. Được, chúng ta hẹn ngày kia cùng đi hồ bình an. Không gặp không về. Được lắm, không gặp không về. Đó là nơi mình và em trai thường đến. Cái thời trước khi nó đi tù, từ ngày vào tù, lần nào nó cũng từ chối gặp mình. Thật không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Vậy mà mình cứ tưởng cậu ấy cũng là phạm nhân mới ra tù như mình. Nhìn cậu thế này, chắc cũng đến đây thăm người thân đúng không? Thật ra mình... xe đến rồi kìa. Cậu còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì? Nhanh lên xe thôi. Ôi Lâm, cháu được tha tù rồi đấy hả? Bác là bố Trung đây. Dạ bác nhận ra cháu ạ. Sao lại không nhận ra? Có lần Trung nó cho bác xem ảnh, mà lần nào vào thăm nó cũng kể về cháu. Trung bảo trong đó cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều. Không có gì đâu bác ạ. Người chết thì cũng đã chết rồi. Cháu cũng đã phải vào tù ra tội nhiều năm nay, giờ quên hết, tu chí mà làm lại từ đầu thôi cháu ạ. Thật đáng sợ, cậu ta từng ngồi tù vì tội giết người ư? Đúng là nhìn bề ngoài không thể ngờ được. Có lẽ nếu ngay từ đầu mà biết mình từng là phạm nhân, chắc cậu ấy sẽ không cởi mở, thân thiện với mình như vậy. Mình biết mà, ai ai cũng khuyên những người phạm tội hoàn lương để trở về xã hội. Nhưng xã hội lại chẳng một ai chịu gạt bỏ định kiến đối với những người từng vào tù ra tội. Hôm nay là ngày mình hẹn đi hồ bình an với Lâm. Mình thật quá nông nổi. Lúc đó có lẽ là một phút yếu lòng, mình đã không ngần ngại để mở lòng với một người xa lạ, dù không biết lai lịch anh ta thế nào. Giờ nghĩ lại thật đáng sợ. Hello, chị ơi, là em đây. Em nhớ chị lắm, giờ em mới dám gọi điện cho chị. Trong đó có chuyện gì đúng không? Kể cho chị đi. Sau năm lần bảy lượt không chịu gặp chị, cả đời này em đã mang tiếng là phường trộm cướp, còn ai dám qua lại với em nữa. Chị cứ coi như không có thằng em này đi sẽ tốt hơn đó.
Chỉ vì sợ chị mang tiếng, em định từ bạc chị luôn hả? Sao em suy nghĩ nông cạn thế? Ở trong đó cải tạo tốt, rồi ra ngoài làm lại từ đầu là được. Người ta đánh kẻ chạy đi, có ai đánh người chạy lại? Thật ra chính mình cũng đã xa lánh lắm, chỉ vì biết cậu ấy từng ngồi tù. Có thật thế không chị? Có thật là mọi người sẽ bỏ qua tất cả và tha lỗi cho em không chị? Có chứ, nhất định là như vậy. Khi em trở về, mọi người sẽ gạt bỏ nỗi sợ để mở lòng và đối xử với em như bao người khác. Mày làm tao nhột quá, ngoan đi nào. Mày đúng là điếc không sợ súng. Tao từng ngồi tù đấy, không sợ à? Từng là tội phạm giết người đấy, vẫn không sợ à? Mình xin lỗi, mình đã đến muộn. Cảm ơn vì cậu đã đến. Người giúp việc của sếp tôi. Mẫu hậu, người xem hôm nay con đã sai Ngự Thiện Phòng làm toàn những món người thích đấy. Mẫu hậu ăn nhiều vào. Thôi, Đăng Nhi, đừng gấp cho ta nữa. Mấy món sơn hào hải vị này ta ăn mãi rồi. Mẹ yên tâm, sau này cuộc sống khá giả, con sẽ lo cho mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Con cứ phấn đấu cho con là được rồi, không cần lo cho mẹ đâu. Thật ra thì mẹ đã xin đi làm giúp việc cho một gia đình ở tòa chung cư bên kia đường. Mẹ... Sao mẹ lại làm thế? Con còn lo được cho mẹ mà. Con để mẹ đi làm đi. Từ hồi nghỉ hưu đến giờ, ở nhà mãi mẹ cũng chán lắm. Mà công việc gia đình mẹ nhận cũng nhẹ nhàng lắm. Con không cần phải lo đâu. Gia đình họ giàu có, đối đãi với mẹ tử tế lắm. Mẹ đi làm cũng như đi chơi thôi mà. Nếu mẹ đã muốn vậy thì con chiều mẹ. Nhưng nếu có gì vất vả thì mẹ nghỉ ở nhà cho con. Mai cậu với mấy anh em phòng mình qua nhà chị ăn cơm nhé. Sang chơi cho biết nhà biết cửa. Vâng, nhất định bọn em sẽ đến. Đợi dự án cậu đề xuất được duyệt, chị sẽ đề cử cho cậu làm trưởng bộ phận. Cậu vừa nhạy bén lại được việc. Chị cứ quá khen. Em chỉ đang cố gắng hết sức mình thôi. Bọn em đến rồi đây chị Hằng. Các chú vào nhà nhanh đi, bữa tối chuẩn bị xong hết rồi. Cô Tâm ơi, lấy thêm cho cháu bát nước chấm. Có đây. Sao Đăng lại ở đây? Chuyện gì thế này? Sao lại là mẹ? Mình chỉ nghe mẹ nói là giúp việc ở khu này, không ngờ là làm cho nhà chị Hằng. Cô có sao không? Chân mẹ bị đau, sao mẹ không xin về sớm? Mà con xin lỗi, lúc ở đó con đã không nhận mẹ. Con... Không có sao đâu con, mẹ hiểu mà. Ai bảo mẹ lại làm đúng nhà trưởng phòng của con. Thiếu chút nữa đã làm con mất mặt rồi. Hay là mẹ nghỉ làm đi, tránh sau này mẹ con mình lại khó xử trước mặt mọi người. Thôi được, để lát mẹ gọi điện xin nghỉ. Cháu nói cái gì cơ? Nếu như bây giờ cô nhanh chóng đem trả lại thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nghĩ xấu cho cô, nhưng nhà này ngoài cô ra không còn người lạ nào có thể lấy được cả. Cháu nói thế thì oan cho cô lắm. Cô thực sự không lấy mấy món đồ trang sức đó. Vậy tại sao đang yên đang lành bỗng nhiên cô lại xin nghỉ việc? Cô có việc gia đình. Nếu cô vẫn cứ vòng vo thế này thì tôi buộc phải để công an vào điều tra. Đến lúc đó đừng trách tôi làm lớn chuyện. Không được. Xin cháu đừng làm lớn chuyện. Thế cuối cùng thế nào? Cái cô giúp việc đó có nhận đã lấy trộm trang sức của chị không? Ôi trời, lôi công an ra dọa mấy câu đã sợ xanh mặt. Cô ta nói nhà có chuyện, bí quá nên mới làm liều. Cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài, xin chị đừng có làm to chuyện. Thế rồi sao nữa?
đừng có nói chị bỏ qua cho đấy nhé. Cho qua là cho qua thế nào, lúc đấy chị bực lắm, mắng cho té tát luôn. Cô ta bảo đã bán mất rồi, giờ chỉ biết thu xếp trả tiền cho chị thôi. Nghĩ đến mà phát bực à. Mẹ, chuyện ở nhà chị Hằng là thế nào? Mẹ nói rõ cho con nghe xem nào. Con biết hết rồi hả? Mẹ, mẹ không biết sao lại có chuyện mất đồ. Mẹ, mẹ sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến con, thế nên mẹ mới phải nhận. Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ sống cả đời lương thiện, sao lại vì con mà để người ta mắng chửi, để người ta nhiếc móc không ra gì? Để con dẫn mẹ sang nhà chị Hằng, mẹ không phải sợ gì cả. Con không thể để mẹ chịu ấm ức vậy được. Thôi thôi, mẹ xin con, nếu mọi chuyện vỡ lở thì mối quan hệ của con với cấp trên sẽ rạn nứt. Nghe mẹ, bỏ qua đi con. Con xin lỗi, là con đã khiến mẹ chịu khổ rồi. Có việc gì thế mẹ? Sao mẹ lại lặn lội đến đây? Ban nãy Hằng, sếp của con gọi điện cho mẹ. Hằng báo thấy hoàn cảnh của mẹ cũng khó khăn, nên không bắt mẹ phải đền tiền trang sức nữa. Dù không phải là lỗi của mình, nhưng người ta sống rộng lượng với mình như vậy là đáng quý lắm con à. Con giúp mẹ cầm ít hoa quả lên công ty coi như quà của con nhé. Chồng ơi là chồng, anh có biết suýt chút nữa tôi đã gọi công an đến điều tra, còn vu oan cho bà giúp việc nữa. Chuyện này mà lộ ra thì mất mặt quá. Không thể để mọi chuyện qua đi như vậy được. Khi có chuyện thì chị ta mắng nhiếc mẹ mình thậm tệ. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ thì lại không xin lỗi lấy một lời. Lần này mình không thể nhượng bộ được. Dù có bị đuổi việc, mình cũng không thể để mẹ chịu ấm ức thêm nữa. Chị Hằng, em có chuyện muốn nói với chị. Sau ngày hôm đó, chị Hằng đã đến tận nhà xin lỗi mẹ tôi. Nhưng tôi biết sự yêu mến của cấp trên dành cho mình đã không còn như trước. Cơ hội thăng tiến cũng rất xa vời. Nhưng tôi biết, cho dù phải gạt đi tất cả, nhưng đổi lại được nụ cười hạnh phúc của mẹ cũng là điều xứng đáng. Vì chúng ta là bạn. Thôi, mệt quá, nghỉ tí đã. Này, mai khai giảng, cậu có cái áo trắng mới nào để mai diện đi học không? Quy định là phải mặc áo trắng đấy. Làm gì có, tớ chỉ có mỗi cái áo trắng cứ hai hôm mẹ lại giặt một lần thôi ấy. Mẹ cậu mua áo mới cho cậu à? Đâu có đâu, nhà khó khăn thế thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ cơ chứ. Tớ còn mỗi cái áo trắng 5 miếng vá, cử động mạnh là rách luôn. Có sao mặc nấy, việc gì mà ngại. Nhỏ khi tớ chạy mà rách áo thì bọn bạn trong lớp thế nào cũng cười vào mũi cho xem, xấu hổ lắm. Được rồi, mai tớ sẽ có cách để đánh lạc hướng chúng nó giúp cậu. Thật chứ? Thật. Eo ơi, thằng Mít bị hâm rồi. Giữa mùa hè mà mặc như thế chứ. Leo leo. Mặc kệ chúng nó, cậu đến rồi à? Sao giữa mùa hè cậu lại mặc áo len đi học thế? Thì hôm qua đã bảo là tớ sẽ đánh lạc hướng để chúng nó không cười cậu còn gì. Áo len hay áo sơ mi thì cũng màu trắng cả, có khác gì đâu. Tưởng cậu có cách gì chứ, mặc áo len giữa trời nóng bức thế này sao chịu nổi. Không sao, mặc một lúc lát về cởi ra là xong. Nhưng bị chúng nó trêu kia kìa. Kệ chúng nó, cậu không bị trêu là được rồi. Hay cởi ra, không thấy nóng hả? Thôi, chịu nóng nốt buổi khai giảng. Cậu cứ đi với tớ, bọn chúng nó sẽ chỉ chú ý đến tớ thôi. Nhiều năm sau đó. Thank you.
thấy chưa? Bạn bè cái nỗi gì mà lừa đảo nhau như thế? Giờ chúng ta sẽ ở đâu đây? Em biết cái gì mà nói lừa đảo? Chuyện chưa biết thế nào, chúng ta cứ dọn tới đây một thời gian đã rồi tính tiếp. Anh thấy chấp cả căn nhà cho bạn anh mượn làm ăn mà không thèm để ý đến lời can ngăn của em. Giờ anh Lâm làm ăn thua lỗ bỏ đi đâu không biết, thì có khác nào trốn nợ lừa đảo không? Anh xin em đừng khóc lóc nữa, cứ để anh lo liệu. Có nhà thì bị gán nợ, vợ đi ở thuê, còn anh Lâm đi đâu, có chắc mà về trả nợ không nữa. Sao ba lại khóc? Ba sợ chú Lâm không trả tiền ba hả? Không phải đâu con, cái ba lo bây giờ không phải là căn nhà này hay số tiền nợ mà hiện giờ chú Lâm đang trốn chui trốn lũi nơi nào. Còn nợ nần ai nữa không? Chú Lâm là rất đáng tin hả ba? Đúng vậy, chắc chắn rồi, chú Lâm sẽ quay về gặp ba. Con lên giường nằm yên cho mẹ, ốm bây giờ. Anh nghỉ sớm đi, mấy tháng nay anh đã làm việc cả ngày rồi, lại còn thêm việc ngoài nữa, sức nào chịu nổi. Em và con ngủ trước đi, anh tranh thủ một chút, sắp tới anh sẽ thuê một căn nhà tốt hơn. Anh xin lỗi vì để em và con phải chịu khổ. Tháng nào anh cũng bị trừ nửa lương vì khoản nợ ngân hàng thế này. Thật ra em không biết phải xoay sở thế nào. Sắp tới cô Bin phải tham gia khóa học tiếng Anh nữa. Em yên tâm đi, anh lo được mà. Không biết anh Lâm có thấy áy náy vì để chúng ta ra nông nổi này không nữa. Mấy bữa trước em thấy mọi người đang kéo tới nhà anh ấy siết nợ, còn nhà mình thì chả có gì đảm bảo cả. Em không hiểu tại sao anh lại tin anh ấy nữa, chỉ sợ niềm tin đặt nhầm người. Tớ xin lỗi, thật không còn mặt mũi nào mà về gặp cậu. Cậu cứ vào đây, khoan hãy nói chuyện, ướt hết người rồi kìa. Anh, sao anh lại thế? Anh còn vác mặt về đây nữa hả? Anh về nhà nhìn bạn anh xem đang sống thế này. Tất cả là vì chồng tôi tin tưởng anh quá, giờ mới trắng mắt ra. Sao cậu lại làm thế? Tớ xứng đáng bị đối xử tệ hơn nữa. Cậu vẫn tin tớ, không phải là kẻ lừa đảo à? Tớ gửi lại cậu trước một số tiền, sau này lo liệu đủ, tớ sẽ chuộc lại nhà cho cậu. Cậu mới làm ăn thua lỗ, lấy đâu ra? Giờ cậu vẫn còn lo được cho tớ à? Tớ trốn nợ lên mỏ than của chú tớ làm việc, được mọi người giúp đỡ, nên giờ tớ cũng mở được một công ty vận chuyển nhỏ. Tớ thành thật xin lỗi, trong thời gian qua đã vô trách nhiệm chạy trốn, để lại cả số tiền nợ lớn cho gia đình cậu. Cậu mạnh khỏe về được đến đây là tốt lắm rồi, còn nhiều thời gian, chúng ta cùng cố gắng làm lại. Chuyện nhà cửa có mất cũng sẽ mua lại được, chỉ có tình bạn thì không bao giờ mua được đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn luôn tin cậu sẽ về. Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại có niềm tin lớn đến vậy ở mình? Vì chúng ta là bạn thân mà. Cậu đã vì lời hứa với tớ mà mặc áo len giữa mùa hè để đến lớp. Sao giữa mùa hè cậu lại mặc áo len đi học thế? Vì tớ đã hứa đánh lạc hướng bọn bạn cho cậu rồi mà. Nước uống hạnh phúc. Cuối cùng ước mơ của mình cũng thành sự thật rồi. Chúc mừng con đã trở thành nhân viên của cà phê địa phủ. Hy vọng là sau này nhà chúng ta sẽ được uống toàn những thứ nước hảo hạng do con trai pha chế. Con sẽ cố gắng ạ. Nghe nói nước hạnh phúc ở đó có giá đến cả triệu đồng tiền địa phủ. Chỉ có giới thượng lưu mới dám uống thôi. Thay mà cháu vĩ của chúng ta sẽ là người pha chế nó cờ đây. Thật ra cháu mới chỉ là thợ học việc thôi, chưa được chính thức đâu ạ. Giỏi giang như cháu thì thành chính thức mấy hồi chứ. Đúng đấy, bác nghiền nhất món nước lạc quan của cháu pha, uống vào là thấy yêu đời hẳn lên. Con hãy cố gắng học cách pha chế nước hạnh phúc của cà phê địa phủ nhé. Mọi người hy vọng vào con nhiều lắm đấy. Vâng, chắc chắn con sẽ làm được.
Nước uống hạnh phúc, ta đến đây. Cuối cùng mình lại được giao cho nhiệm vụ nhập nguyên liệu pha chế. Biết bao giờ mới được chính thức pha đồ uống đây. Vừa mới nhập xong mà đã gần hết nguyên liệu rồi. Nước tự hài lòng, có vẻ rất được ưa chuộng. Cháu chưa được uống loại đó bao giờ. Vì nó mới được chế ra thôi, hương vị dễ uống mà giá cả lại hợp lý nên nhiều người thích lắm. Không biết bao giờ cháu được học pha chế nước hạnh phúc của cửa hiệu mình chú nhỉ? Ôi, cái đó đắt cắt cổ, nguyên liệu chế ra nó hiếm lắm, phải là thợ lâu năm, lành nghề lắm mới được pha chế nó đấy. Thôi, bây giờ cháu đi với chú đến chợ địa phủ để nhập thêm nguyên liệu về. Vâng ạ. Bột suôn sẻ lấy 40kg, bột lạc quan lấy 30kg, chuyển ra xe 408 cho tôi nhé. Phải đảm bảo hàng chất lượng đấy, chú yên tâm. Hàng cho cà phê địa phủ thì chuẩn không cần chỉnh rồi. Hiếm khi đi chợ địa phủ, cậu có muốn dạo một lát không? Dạ có chứ ạ. Ủa, ở đây cũng có bán nước hạnh phúc sao? Mình vào thử đi chú. Cho chúng tôi 2 ly nước hạnh phúc nhé. Gì thế này? Thứ nước dở tệ này sao có thể là nước hạnh phúc được? Sao cậu có thể lừa dối khách hàng như thế? Cậu làm hỏng giá trị của nước uống hạnh phúc rồi, có biết không? Vĩ à, khoan đã cháu. Cậu không thích thì có thể trả tiền đi về, vì ở đây không thiếu khách hàng. Cậu... Mọi người đừng uống nước này. Cháu chỉ nếm qua là biết, ở đây không phải là nước hạnh phúc. Nó rõ ràng được pha từ bột giả dối rẻ tiền. Cậu nhận ra nó là bột giả dối sao? Vì giác của cậu cũng lợi hại đấy nhỉ? Tất nhiên, tôi là thợ học việc ở cà phê địa phủ. Có gì mà không nếm ra được? Ồ, thì ra là người của cà phê địa phủ. Cậu bình tĩnh đã. Đâu phải chúng tôi không biết đây không phải là nước hạnh phúc. Mọi người đều biết rồi sao? Chúng tôi không có tiền để uống thứ đồ dù là rẻ nhất của cà phê địa phủ. Nhưng ở đây, chúng tôi có thể uống nước hạnh phúc bất kỳ lúc nào. Chủ cửa hàng đã dùng những nguyên liệu rẻ tiền và tìm cách thay đổi hương vị của nó để chế ra nước hạnh phúc cho chúng tôi đấy. Tuy nó được chế ra từ bột giả dối, nhưng tình cảm và tấm lòng của cậu ấy vẫn khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có những thứ giả dối nhưng vẫn ngọt ngào là vì thế. Thay vì ở đây gây rối thì cậu hãy về học cách pha chế nước cho vừa rẻ vừa ngon đi. Khi đó tôi sẽ đến thưởng thức tài nghệ của cậu. Hạnh phúc nhờ tình cảm và tấm lòng ư? Mình nghĩ ra rồi. Sao, cậu có cách để pha chế nước hạnh phúc với giá thành rẻ hơn à? Vâng, xin ngài hãy cho cháu thử được không ạ? Thật là ngông cuồng, thợ lâu năm còn chưa dám đòi hỏi nữa là cậu ta. Thôi được, cậu hãy thử cho ta xem. Cảm ơn ngài. Thứ nước này thật kỳ diệu, từ màu sắc cho đến hương vị. Tôi chưa bao giờ uống thứ nước gì ngon thế này, cảm giác hạnh phúc như đang dâng trào. Cậu đã pha chế nó như thế nào? Rất đơn giản, cháu đã dùng nguyên liệu yêu thương và chia sẻ để tạo nên nó. Đây đều là những nguyên liệu có giá thành trung bình. Yêu thương và chia sẻ sẽ tạo nên hạnh phúc, không ngờ lại đơn giản đến thế. Nguyên liệu tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng kết hợp được chúng. Cậu quá thật, rất có tài. Từ hôm nay, cà phê địa phủ sẽ phục vụ nước hạnh phúc mới. Cậu Vĩ sẽ làm nhân viên pha chế chính thức của chúng ta. Hoan hô! Mình nhất định sẽ pha chế ra thật nhiều loại nước uống hạnh phúc để phục vụ cho nhiều người nghèo hơn nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!